tuyển thủ Matt Lyons thừa nhận đội nhà không xứng đáng dự chung kết thế giới. Hành trình đến với chung kết thế giới của Matt Lyons trong mùa giải vừa qua thực sự là đề tài được cộng đồng bàn luận rất nhiều. Đội tuyển này đã thua cả hai trận playoffs LEC nhưng vẫn trở thành hạt giống số 4 khu vực nhờ thế thức giải đấu. Dù có tới 4 suất dự chung kết thế giới, nhưng LEC không có hệ thống điểm tích lũy như LCK hay LPL. Vì thế, việc Matt thậm chí không vào nổi playoffs mùa xuân cũng chẳng ảnh hưởng đến tấm vé dự chung kết thế giới. Thành tích ấn tượng nhất của Sư Tử Điên chính là vị trí thứ 2 vòng bảng LEC mùa hè vừa qua. Còn tính rộng ra trong cả năm qua, đội tuyển này chưa hề giành chiến thắng bất cứ cặp BO3 hay BO5 nào. Nhiều người cho rằng việc Matt được tới chung kết thế giới quả thực là bất công cho một số đội ở các khu vực khác. Trong đấy tiêu biểu nhất là Li Ninh khi đội này thắng tới 4 cặp BO5 nhưng vẫn phải ở nhà. Trước những ý kiến này, chính tuyển thủ của Matt cũng thừa nhận đội mình đến với chung kết thế giới thực sự là điều không hợp lý. Elioya chia sẻ, chúng tôi thực sự không xứng đáng dự chung kết thế giới. Tôi không muốn giành vé mà không thắng bất cứ một trận BO5 nào. Điều này quả thực là không công bằng. Tuy nhiên, nó không phải là lỗi của chúng tôi. Vấn đề nằm ở thể thức giải đấu. Mọi người có thể chỉ trích sao cũng được, nhưng chúng tôi cũng chẳng thể làm gì hay thay đổi mọi thứ đã diễn ra. Rõ ràng với những diễn biến trong năm nay, LEC nhiều khả năng sẽ phải thay đổi thể thức ở các mùa tới. Là khu vực lớn có tới 4 suất dự chung kết thế giới, nhưng việc không tính điểm tích lũy cũng như không có vòng loại khu vực đã khiến LEC gặp rắc rối và dẫn đến những trường hợp như Mad Lions.